ở đây có một bạn robot 6 chân kìa. Mắt bạn ấy phát sáng được nữa kìa. Ui, bạn ấy bước đi như là cái con bạch tuộc ấy nhỉ các cậu nhỉ. Robot bạch tuộc ơi, chúng mình làm bạn nhé. Cậu làm gì đây? Cậu làm gì đây? Ui, bạn robot này, bạn ấy tấn công tớ. Cứu tớ với, cứu tớ với. Sao bạn, sao bạn lại chạy không làm ấy nhở? Sâu bị cái gì đuổi nhở? Không biết là có cái gì, con gì đuổi bạn sâu mà bạn ấy chạy. Ui, cứu tớ với đấy nhỉ? Hay là bạn sâu bạn ấy trêu mình nhỉ? Ôi trời ơi, nấp đi các bạn ơi. Có con gì 6 chân nó chạy nó đuổi bạn sâu kìa. Bây giờ mình sẽ lên đồ Spider-Man để đi giải cứu bạn sâu các bạn ạ. Găng tay Spider-Man này. Đây là vũ khí bắn tơ của Spider-Man các cậu ạ. Tớ sẽ đặt vào lòng bàn tay. Cứu. Robot 6 chân, tớ có gì đâu mà cậu cứ đuổi theo tớ mãi thế. Oh my god. Bạn làm sao mà cứ hốt hoảng lên vậy? Cậu nhìn kìa, ở kia có bạn robot 6 chân, bạn ấy cứ đi theo tớ. Yên tâm, cậu không phải lo đâu. Bạn robot 6 chân này nhá, tớ có cách đối phó rồi. Cậu nhìn thế này, tớ có cái bộ này á, bàn tay của siêu nhân nhện Spider-Man đấy. Để tớ đối phó với bạn robot 6 chân cho mà xem. Cậu lên đi. Đây chính là robot 6 chân đúng chưa? Ai dạ, nhìn bạn, bạn ấy múa đẹp gớm nhỉ? Bạn múa thử tôi xem tiếp xem nào. Ây, các bạn ơi, cái càng của bạn robot 6 chân này á, cứng như càng cua ấy. Vừa đập vào đầu mình đau quá. Được rồi, bây giờ nhá, bạn sâu ơi, bạn nhìn tớ đây này. Tớ đã lên đạn Spider-Man rồi. Bạn sâu, bạn thấy chưa? Bạn robot 6 chân biến thành tí hoan hơn rồi đây này. Hoan hô, Tân Paris giỏi quá. Hình như là con robot đấy nó sợ mũi tên của cậu đấy. Cậu bắn thêm mũi tên nữa đi. Cậu nói cũng có lý thật. Để tớ cho bạn robot này hiện nguyên hình thật, xem là bạn ấy như nào. Đây, tớ sẽ bắn tiếp bạn robot một lần nữa. Robot 6 chân hãy hiện nguyên hình. Bạn sâu ơi, vào đây mà xem. Hình như là robot 6 chân hiện nguyên hình thật rồi đây này. Đâu, để tớ xem nào. Đây chính là bạn robot tấn công tớ đấy á. Đây chứ còn đâu nữa. Có đúng là bạn robot có 6 chân không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Đấy, xong là hai cái tay này mà cậu nhìn đây này. Hai cái tay là hai khẩu súng mà có 4 nòng nhá. Bảo sao bạn lại bắn đạn kinh khủng như vậy chứ. Lúc nào cậu ấy đuổi theo tớ, mắt cậu còn phát sáng cơ. Đúng rồi, mắt cậu ấy phát sáng đây nữa này. Cả phần dưới này cậu cũng phát sáng nữa đây này. Đèn đấy. Ôi, robot này hiện đại thế. Vừa có chân như kiểu là bạch tuộc để bò nhanh, xong lại còn là có hai cái súng 4 nòng ở đây nữa cơ mà. Trông ngầu phết cậu nhỉ. Để tớ thử khởi động cái mô hình nhỏ nhỏ này của bạn ấy, xem là bạn ấy có đi có ngầu không nhá. Cậu thử xem nào. Ui, cậu nhìn này, bạn robot bắt đầu đi rồi này. Bạn đi giống hệt như vừa lúc vừa nãy mà tấn công bọn mình ấy nhờ cậu nhờ. Bạn ấy lại đi lùi kìa cậu kìa. Bạn ấy vừa đi tín được, vừa đi lùi được kìa. Ui cha. Ui, bạn nhìn kìa, ấy bạn ấy bắn đạn kìa. Ui. Bạn ấy đang nhảy múa kìa. Nhảy múa kìa. Ui, chân bạn ấy có giống chân bạch tuộc không cơ chứ? Tớ thấy đi rất giống bạn bạch tuộc và giống cả bạn cua nữa cơ. Đấy, bạn ấy vừa nhảy múa. Ui, bạn ấy bị ngã rồi. Bạn ấy ngã rồi, cho bạn ấy dậy đi cậu ơi. Chà. Ôi, này, bạn sâu ơi, không biết bạn robot bạn ấy đi đâu đấy? Không biết các bạn ấy dẫn mình đi đâu ấy nhở? Ừ nhở, bạn robot bạn ấy dẫn mình đi đâu ấy nhở? Thôi bây giờ nhá, bạn ấy dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đấy. Nhưng đâu có cái gì hay thì sao? Thế đi theo bạn ấy đi. Đi theo bạn robot đi. Bạn sâu ơi, vào đây. Đây này, bạn robot bạn ấy dẫn bọn mình vào đây này. Ô, Tân Paris ơi, sao bạn ấy lại dẫn vào đây thế nhở? Tớ không biết nữa, tự nhiên bạn ấy dẫn mình đi đến đây, xong bạn ấy lại dừng lại chỗ này. Đây này, tớ phát hiện ra cái gì đây này, bạn sâu ơi, bạn nhìn kỹ đây này. Cái gì trông như cái đuôi ấy nhỉ cậu nhỉ? Tớ thấy trông giống như cái đuôi của đuôi rắn ấy cơ, cậu thấy cái rắn đấy. Rồi, từ từ để tớ bới ra nhá.
cái gì đấy này, ui cậu ơi này, có cả xương này, xương ở trên va lưng này. Đây là cái vây chứ. À cái vây, ui cái chân này. Cậu bới từ từ thôi, cẩn thận bạn ấy cắn cho đấy. Ui đây này, bạn ấy đang chúi đầu dưới cát đây này. Để tôi kéo đuôi bạn ấy ra nhé. Kéo nhẹ thôi nhá, cậu kéo nhẹ thôi. Ui, cái gì đây, ui ôi, cái gì đây cậu ơi, đây là bạn gì đây? Trông như là khủng long ấy. Ừ, đây là bạn khủng long bò sát hả cậu? Ừ, đây là bạn khủng long bò sát đây này. Đây chính là bạn khủng long bò sát hả cậu? Đúng rồi, cái mồm bạn đang há ra này. Ừ, cái răng, cẩn thận bạn ấy cắn tôi đấy. À, này, tớ cậu ơi, tớ bảo này, hình như là bạn robot bạn ấy biết chỗ nấp của các bạn này sao ấy. Nên là bạn ấy dẫn mình đi tìm đây. Chắc là bạn ấy dẫn mình đi tìm các bạn động vật đấy. Ừ, thế để bạn ấy dẫn mình đi tiếp đi. Đi. Tân Tân ơi, bạn ấy dừng lại rồi, bạn ấy dừng lại ở đây rồi. Ừ, đây này, bạn robot tự nhiên bạn ấy dừng lại ở chỗ này này các cậu này. Sao cậu lại dừng lại ở chỗ này nhỉ? Ừ, không biết ở chỗ này có gì không nhỉ? Cậu ơi, chỗ này tớ thấy có những viên đá này. Và chỗ này á, hình như là có một cái gì đó bị vùi ở đây này. Thế bây giờ cậu bảo đào chỗ nào? Đây, mình đào luôn chỗ này này, chỗ bạn đang đứng đây này. Đây, cậu ơi, cậu nhìn này. Tớ đã thấy cái gì lòi ra đây này. Trông như là cái chân ý cậu ạ. Ui, cậu cẩn thận đấy. Nhiều chân thế. Cái bạn này là bạn gì mà bạn lại có nhiều chân nhỉ? Các cậu có đoán được không? Nào. Ui, cái lưng của bạn đây này. Ui dồi, cái lưng của chấm trắng này các cậu ơi. Ui, cái lưng của chấm trắng này. Bạn này cái màu da cam này. Là bạn gì nhỉ? Làm theo cậu là bạn gì? Ui, to lắm. Đây này, cậu nhìn này, to bằng mấy ngón tay của tớ cơ. Bây giờ để tớ nhấc lên nhá. Nhấc lên đi. Ui, đây. Trời ơi, đây là bạn nhện mà. Cậu nói đúng, đây là bạn nhện này. Bạn nhện có 8 chân này, xong là hai cái đầu của bạn ấy dài chưa này, hai bạn càng này cắp đấy. Không biết là bạn ấy có độc không nhỉ? Không biết được đâu, bây giờ bạn đừng có động vào chỗ này, nhớ đâu cái độc của bạn ấy ở miệng ấy. Mà sao bạn nhện này to thế nhỉ cậu nhỉ? Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bạn nhện nó to như thế này luôn. Wow, hóa ra bạn robot này có khả năng nhá, tìm thấy tất cả những bạn nào á, ví dụ bị bắt cóc này, bị chôn lấp ở đâu đó, thế để chúng mình giải cứu đấy. Đúng rồi, thế mình đi tìm tiếp xem còn không đi. Đi. Ôi, bạn Tân Tân đi ơi, sao cái bạn robot này lại đi vào chỗ bụi cỏ này thế nhở? Ừ nhở, chỗ này bụi cỏ tốt như thế, hay là bạn ấy đi lạc vào đây nhở? Ừ, không biết ở trong đây có gì không? Ừ, hay là để tớ gỡ bạn ấy ra xem chỗ này có gì không? Cậu tìm đi xem nào. Chỗ này bụi rậm rạp lắm, cậu kéo bạn ấy ra giúp tớ đi. Để tớ kéo bạn ấy ra. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây này bạn sâu ơi? Cái gì đâu, ấy? Đâu, tớ xem nào. Từ từ cẩn thận đấy, nhớ đâu nó có độc thì sao? Ui, nút. Nhưng mà không thấy nó cắn, để tớ lấy ra. Cậu lấy ra xem nào. Cái gì ấy? Mình bóp được này. Nút này cậu ơi. Ừ nhờ. Cái gì đấy nhờ? Tớ bóp mạnh một tí nhá. Ui. Ừ, cái gì nó chui ra nhờ? Đây này. Bóp lần nữa xem nào. Ui. Cái con gì nó chui ra này. Ui giời ơi. Cứ bóp một cái thì nó lại chui ra này. Sợ nhờ. Tớ tưởng là cái quả trứng gì, hay là đây là quả trứng thật nhờ? Cậu bóp mà xem. Ui đấy. Ui, càng bóp mạnh thì bạn ấy càng to này. Xong là thả ra thì bạn ấy chui vào này. Ui giời ơi. Cái bạn này thú vị nhờ. Ừ. À, tớ biết rồi. Đây là cái tổ của bạn ý. Mình bóp vào thì bạn ấy chui ra, xong mình thả ra thì bạn lại chui vào. Kiểu như là bạn ấy ngủ đông ấy. Hay nhờ. Có cái bạn này thú vị thật đấy. Vẫn còn nữa. Bạn tớ thấy bạn robot 6 chân bạn đi tìm tiếp đấy. Thế à? Thế mình đi theo bạn ấy tiếp đi. Ừ. Bạn sâu ơi, chỗ này có cái gì đây này? Hình như là có mấy bạn động vật đang bị vùi dưới đất đây này. Chúng mình bới lên đi. Đi. Tớ bới trước nhá. Ồ, đây là cái gì cậu? Ồ, đây là cái bạn gì mà màu xanh này? Ui trời ơi. Có cái càng này, hai cái càng này. Cái càng to, vậy là cái râu đây. Để tớ nhấc lên nhá. Cậu nhấc lên đi. Ui, cậu ơi. Đây là bạn châu chấu à, bạn cao cao. To thế nhở? Bạn này to thế nhở? Bạn nhìn này, to như cái mặt tớ ấy. Khiếp. Bạn này bạn ấy bị vùi ở dưới này này. Thế là bạn robot này dẫn mình ra để giải cứu cho bạn ấy đây này. Chứ bình thường nhá, bạn này bạn ấy sống ở đồng cỏ cơ mà. Đúng rồi cậu ạ. Ừ đấy chưa, cậu thấy chưa? Ồ, Tân Barry ơi, ở chỗ này vẫn còn một mô đất nữa này. Hình như là vẫn có cái gì ở dưới này đấy. Đây á, chỗ này á. Để tớ bới ra nhá. Cẩn thận đấy, ui dồi ôi, cái lưng bạn ấy to lắm cậu ơi. Như đây là cái cánh này cậu ơi. Ui ôi, cánh này. Cái bạn này cánh bạn ấy to chưa này. Đấy, lưng bạn màu vàng này, cậu đoán là bạn gì? Tớ nhìn vằn vằn như này, trông giống bạn ong lắm. Tớ lại tưởng bạn ruồi. Để tớ bới lại lên xem có đúng bạn ong không.
Ui, cái này, ui khiếp. Cái này. Ui, cậu nhìn thấy chưa? Con ong, đúng là một bạn ong thật đây này. Cậu nhìn hai cái râu của bạn ấy này. Đây hai cái cánh còn vỗ phập được đây này. Nhưng mà tôi chưa thấy, hay là đây là ong chúa hay sao ấy. Thì nó phải to là như thế này chứ. Nhờ cậu nhờ, to ba đầu ngón tay của tớ luôn này. Ê, ê, bạn sâu ơi, sao bạn robot dẫn mình lại đến chỗ này này? Chỗ này tớ thấy toàn đá là đá thôi. Tần Paris ơi, tớ thấy cái chỗ đá này hình như nó cao hơn bình thường ấy. Hình như là có dấu hiệu vùi lấp. Đúng rồi, nhỡ đâu bạn nào bị vùi lấp trong cái đống đá này thì sao nhở? Để tớ bới ra thử nhá. Bới nhá. Ừ, có thấy gì chưa? Ơ, đây này. Ê, cái này là cái gì đây này? Cái này không phải là bạn động vật đâu bạn sâu ạ. Cái này là cái gì ấy? Cái gì nhở? Ui dồi ôi, cái này trông như là cái bồn cầu ấy. Ơ, cậu trông giống cái gì? Đây là cái bồn cầu. Tớ cũng thấy giống cái bồn cầu. Đây là cái nắp này. Đậy xuống. Đấy, đậy xuống. Nhưng mà cái bồn cầu này nhút lắm cậu ạ. Nó bằng cao su hay sao ấy. Ôi, cái gì đấy? Trông cứ như là đống phân ấy cậu ạ. Ừ, tớ như là đống phân ấy. Để tớ xem nào. Ui, ôi, nhưng mà đống phân lại có mắt này. Đây, đống phân lại có mắt này. Tớ thả ra thì đống phân lại chui xuống này. Chắc là bạn gì thôi, trông mặt bạn ấy đấy. Đấy, hay nhở. Bạn này bạn ấy lại rút vào trong cái bột cầu bằng cao su này nhở. Ý, tớ bóp ra thì là bạn lại chui ra. Tớ bóp vậy. Nhún nhỉ, nhún nhỉ. Bạn sâu ơi, bạn có những con vật gì đấy? Tớ có bạn nhện này, bạn vía sầu này, bạn cả bạn khủng long nữa này. Tớ thì có bạn ong này, với bạn cào cào châu chấu này. Ui, hôm nay bạn robot 6 chân này giúp chúng mình tìm được nhiều bạn động vật nhờ. Ừ. Đấy, xong là bao nhiêu là đồ chơi nữa cơ. Kiểu như là các bạn động vật bị vùi trong cát này, trong những bụi cây mắc kẹt đi. Thế là bạn robot này giúp chúng mình tìm đấy. Bạn robot này trông vậy mà cũng tốt bụng nhờ. Đấy, sau khi mình thu phục được bạn robot này các bạn ạ, nên là bạn ấy tốt bụng lắm. Bạn ấy giúp mình làm bao nhiêu việc tốt, đi giải cứu các bạn động vật bị mắc kẹt đấy.